WHO thông tin thêm về cách lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 8 cảnh báo giọt bắn là cách thức lây truyền bệnh đậu mùa khỉ thấp hơn so với tiếp xúc vật lý, đồng thời khẳng định cần phải nghiên cứu thêm để hiểu cách thức dịch bệnh lây lan. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva cho biết, trong thông báo đăng trên trang chủ, WHO cho biết bệnh đậu mùa khỉ lây lan giữa người với người, chủ yếu thông qua tiếp xúc vật lý gần gũi với người bị nhiễm virus. Cùng ngày, trả lời họp báo ở Geneva, người phát ngôn WHO cho biết khả năng lây nhiễm bệnh là thấp nếu tiếp xúc gần với người bệnh. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, những người tiếp xúc gần và nhân viên y tế điều trị cho họ cần đeo khẩu trang. Ngày 14 tháng 8, WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, khi số ca mắc biến thể 1B dễ lây lan và có nguy cơ tử vong cao hơn tăng vọt tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lây lan rộng ra ngoài biên giới nước này. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu là mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một dịch bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ thường gây ra những triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Thông thường bệnh ở thể nhẹ, tuy nhiên vẫn có thể gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trẻ em, thai phụ và người có hệ miễn dịch yếu như người có HIV. Thụy Điển là quốc gia ngoài châu Phi đầu tiên ghi nhận người mắc biến thể 1B. Theo số liệu của WHO, biến thể 1B hiện gây tử vong ở khoảng 3,6% tổng số ca mắc.